Hiện tại chúng ta đang đi trên đường kênh nước đen. Con đường này nằm trên địa bàn quận Bình Tân, đi từ đường Bình Long đến cầu Tham Lương có chiều dài 2.400m, lộ giới 30m đi qua ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý. Con đường này đi qua một con kênh nước đen bốc mùi hôi thối nên được gọi là kênh nước đen. Kênh nước đen chảy qua khu vực phường Bình Hưng Hòa A quận Bình Tân đến khu vực cầu Tham Lương quận 12, từ nhiều năm qua là điểm đen về ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt, sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Sau gần 2 năm nâng cấp, cải tạo, dòng kênh đã hồi sinh với diện mạo mới, góp phần giúp thay đổi bộ mặt, cảnh quan và môi trường dọc hai bên bờ kênh. Kênh nước đen hiện không còn rác, cảnh quan hai bên bờ được tôn tạo sạch đẹp đã góp phần xanh tươi cho cảnh quan. Tuy nhiên thực tế trải nghiệm đi qua tôi thấy vẫn còn bốc mùi hôi thối.